Bây giờ anh lên xe xong rồi mình xuống nói chuyện nhá. Ờ anh cứ đi anh. Ok. Này đi cả dép lên là gì? Ok ok. Ok ok, không sao không sao. Cái này đơn giản mà anh. Thôi anh cầm con này về nha. Giọng chỉ đơn giản mà. Thì bọn em đang chuyển nhà. Ờ, cảm ơn. Nên là bọn em kể ra con được một cái phòng nó vẫn còn đang khá hơn một tí nữa thì khá là như nào của anh? Của anh nhưng mà tính đào tạo thì tốt, nhưng mà không, anh ở trên phòng ngủ em ok mà, đào tạo là không biết anh đúng không, không to cả sàn á, phòng nó rộng thế này không có ở đây nó chia hai phòng hai bên hết, giống nhau rồi, thế này giống nhau hết, đây là ba nhỉ, còn một tầng như này nữa thôi. Ừ. Xong ở trên nữa là một phòng thờ như này. Ờ, đây là 4 này. Vâng ạ. Anh xem thoải mái. Ok, cảm ơn. Đấy, ta đã chuyển hết rồi. Đây là đâu? Nhiều đồ. Ngày mai đang nói gì đấy?